nên uống cà phê trước hay sau khi ăn sáng uống cà phê lúc nào trong ngày là tốt nhất rốt cuộc thì cà phê bảo vệ tim hay gây hại cho tim đó là câu hỏi mà bất cứ ai cũng quan tâm nhất là những người hay uống cà phê mỗi ngày hàng triệu người trên thế giới không thể bắt đầu một ngày mới nếu thiếu tách cà phê nhưng nếu bạn có thói quen uống cà phê trước khi ăn sáng hãy đọc kỹ điều này trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng Anh mới đây, các chuyên gia đã cảnh báo uống cà phê đầu tiên vào buổi sáng trước khi ăn sáng có thể làm tăng lượng đường trong máu lên 50%. Tạp chí dinh dưỡng Anh cho biết lượng đường trong máu tăng thường xuyên có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2. Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo tốt nhất là nên uống cà phê sau khi ăn sáng, theo The Hindsight. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học tại Đại học Bát, Anh đã yêu cầu các tình nguyện viên uống một ly cà phê đen đậm đặc, chứa khoảng 300mg caffeine, khoảng 1 giờ sau khi thức dậy, rồi mới ăn sáng với ngũ cốc hoặc bánh mì nướng với mứt, vân vân. Các chuyên gia đã cảnh báo uống cà phê đầu tiên vào buổi sáng, trước khi ăn sáng, có thể làm tăng lượng đường trong máu lên 50%. Kết quả cho thấy, lượng đường trong máu của họ tăng cao hơn khoảng 50% so với không uống cà phê trước khi ăn sáng, theo The Site. Các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể caffeine có trong cà phê đã ngăn cản cơ thể hấp thu đường. Đây có thể không phải là vấn đề ngay lập tức, nhưng lượng đường trong máu thường xuyên tăng cao trong nhiều năm có thể dẫn đến bệnh tiểu đường và bệnh tim, nghiên cứu trên tạp chí dinh dưỡng Anh cho biết. Giáo sư James Best, người giám sát nghiên cứu và là đồng giám đốc của trung tâm dinh dưỡng của đại học bát anh cho biết uống cà phê đầu tiên trước khi ăn uống bất cứ thứ gì sẽ làm suy giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu đặc biệt là sau một đếm mất ngủ trung tâm thể chất và trao đổi chất tại đại học bát đề nghị có thể cải thiện điều này bằng cách ăn trước rồi uống cà phê sau uống cà phê theo cách này Chúng ta mới có thể tận dụng được mọi lợi ích của cà phê mà không gây thiệt hại nào cho cơ thể, theo The Hint Site. Uống cà phê lúc nào trong ngày là tốt nhất? Nhiều người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Một trong những lý do phổ biến nhất là để tỉnh táo sau giấc ngủ. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy đây không phải thời điểm tốt nhất trong ngày để uống cà phê. Nhiều người tin rằng uống cà phê vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy sẽ giúp cơ thể mau tỉnh táo. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê vào thời điểm này sẽ không tận dụng được tối đa lợi ích của cà phê, theo Readers Digest. Khi mới thức dậy sau một đêm ngủ dài, nồng độ hormone căng thẳng cortisol trong cơ thể sẽ tăng cao. Hormone này có tác dụng giúp cơ thể mau tỉnh táo. Cortisol đang ở mức cao sẽ làm giảm lợi ích của caffeine trong cà phê, các chuyên gia giải thích Thay vào đó, để tận dụng tối đa lợi ích của caffeine, mọi người nên uống cà phê vào cuối buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Đây là thời điểm cách lúc thức dậy khoảng 3 đến 4 giờ đối với người phương Tây. Vào thời điểm này, nồng độ hormone có tí son đang ở mức thấp. Uống cà phê sẽ thực sự giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn. Tất nhiên, những người đã quen với uống cà phê sau khi thức dậy, không uống sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi thiếu năng lượng thì vẫn có thể duy trì thói quen này, theo Reader's Digest. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, không chỉ thời điểm uống mà lượng cà phê tiêu thụ cũng có vai trò quan trọng không kém. Uống cà phê càng nhiều thì lượng cà phê y nạp vào cơ thể càng cao. Nạp quá nhiều cà phê in có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như bồn chồn, lo lắng, tim đập nhanh, mất ngủ. Để tránh những vấn đề trên, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA khuyến cáo một người trưởng thành chỉ nên uống khoảng 400 mg caffeine trên ngày. Lượng caffeine này tương đương 4 đến 5 ly cà phê. Dù uống cà phê vào thời điểm nào trong ngày thì mọi người cũng tránh uống vào chiều muộn. Một nghiên cứu công bố trên chuyên San Journal of Cleaner Sleep Medicine phát hiện uống cà phê gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ các tác giả khuyến cáo để giấc ngủ không bị ảnh hưởng, mọi người nên tránh uống các loại thức uống có caffeine, chẳng hạn như cà phê, trong khoảng thời gian 6 giờ trước khi ngủ, theo Readers Digest. Rốt cuộc thì cà phê bảo vệ tim hay gây hại cho tim? Nghiên cứu mới cho thấy uống cà phê quá mức thực sự không tác hại đến tim, theo Natural News đối với một số người cà phê không chỉ là một loại đồ uống mà đó là cuộc sống của họ và họ không thể sống thiếu cà phê một người nghiện cà phê khó có ngày nào mà không uống cà phê nhưng điều làm mọi người băn khoăn là có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về cà phê rằng cà phê thực sự có lợi hay gây hại cho tim một số nghiên cứu khẳng định cà phê có đặc tính có lợi giúp bảo vệ tim khỏi bệnh nhưng lại có ý kiến khác cho rằng cà phê có thể gây hại cho các động mạch và gây tác dụng phụ cho hệ thống tim mạch giờ đây một nghiên cứu mới khảo sát trên hàng ngàn người tham gia đã làm sáng tỏ sự thật cà phê gây hại hay bảo vệ tim theo natural news cà phê gây hại hay bảo vệ tim nghiên cứu được công bố trên tạp chí tim anh cho thấy những người uống nhiều cà phê mỗi ngày không bị cứng động mạch có nghĩa là cà phê không có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, theo Natural News. Giáo sư Metin Avkiran, phó giám đốc y tế tại Quỹ Tim Mạch Anh, cho biết có nhiều nghiên cứu đưa ra kết quả mâu thuẫn nhau về việc cà phê có lợi hay gây hại cho tim, làm mọi người hoang mang không biết tin vào đâu. Nghiên cứu này hy vọng sẽ làm sáng tỏ điều này, vì nó bác bỏ quan điểm cho rằng cà phê có hại đến hệ thống mạch máu, giáo sư Metin Avkiran nói. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Queen Mary, London, anh đã đánh giá mối liên quan giữa tiêu thụ cà phê và độ cứng động mạch bằng hai hình thức đo độ cứng động mạch của một quy mô dân số lớn. Nhóm nghiên cứu đã tuyển dụng và phân tích dữ liệu của gần 18.000 người tham gia từ nghiên cứu mang tên nghiên cứu hình ảnh ngân hàng dữ liệu sinh học của anh những người tham gia đã trải qua cả hai lần chụp MRI tim và xét nghiệm sóng xung hồng ngoại để xác định trạng thái chức năng tim mạch của họ. Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia báo cáo về mức độ uống cà phê hàng ngày của họ. Dữ liệu được phân loại thành ba nhóm cho nghiên cứu. Những người uống ít hơn một tách mỗi ngày. Những người uống từ một ba tách mỗi ngày. Và những người uống nhiều hơn ba tách mỗi ngày. Kết quả cho thấy, trong số 8.412 người tham gia trong phân tích cuối cùng của nghiên cứu, những người uống cà phê vừa và nhiều không có sự gia tăng độ cứng động mạch so với những người chỉ uống từ một tách cà phê trở xuống mỗi ngày, theo Natural News. Điều này cho thấy ngay cả uống nhiều cà phê mỗi ngày hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe tim dưới bất kỳ hình thức nào. Mặc dù cà phê được yêu chuộng trên toàn thế giới, các kết quả nghiên cứu không nhất quán có thể khiến mọi người không dám thưởng thức nó. Trong khi nghiên cứu này đã có thể chứng minh rõ ràng rằng quan điểm cho rằng cà phê không tốt cho các động mạch như các nghiên cứu trước đây đề xuất là hoàn toàn không đúng, Tiến sĩ Kenneth Fung, người dẫn đầu nghiên cứu, đã giải thích theo Nature News. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người uống cà phê vừa và nhiều có nhiều khả năng là nam giới thường xuyên hút thuốc và uống rượu. Theo tiến sĩ Kenneth Fung, nghiên cứu còn cho biết, lượng tiêu thụ trung bình ở nhóm tiêu thụ cà phê nhiều chỉ khoảng 5 tách mỗi ngày. Ông kêu gọi các nhà khoa học cần thực hiện nhiều nghiên cứu nhiều hơn trong tương lai để giúp chỉ ra giới hạn an toàn cho việc tiêu thụ cà phê. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video tất cả thông tin trên video đều mang tính chất tham khảo giúp các bạn có thêm các kiến thức để bảo vệ và nâng cao sức khỏe mỗi ngày để được tư vấn và chữa bệnh các bạn phải đến các trung tâm y tế bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và điều trị cuối cùng nhớ like đăng ký để ủng hộ kênh và nhận thông báo video mới nhé